lại với kênh YouTube của Hoàng Yến. Và hôm nay thì Yến tới với thể loại mới của chính là những món đồ chơi mới. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người. Ủa không biết Dino hả? Rick. Chưa. Mày cứ ngồi đấy đi. Ok. Giả vờ như một bức tượng, ok. Vâng, giới thiệu mọi người, đây chính là Dino. Xin chào các bạn. Mình là Tino và hiện tại là Tino không biết làm gì trong cái clip này. Đúng rồi. Mình ngồi chơi thôi. Tino được mời đến clip này để trang trí. Không với lý do gì cả. Trang trí để đỡ chống chỗ đúng không? Đó. Mời đến với clip này. Này cái hộp là bóc hộp cũng rất là quan trọng. Mình sao thích cái này vậy? Hả? Sao thích cái này vậy? Còn ý là sao đặt cái sự quan tâm vô cái món đồ chơi này vậy? Cái này là tức là trước đây là tao đã được tặng một con bia Brit mà nó collab với cả Chanel, rất là đẹp. Nói chúng là đó. Từ đó là từ lúc đấy, được tặng quà là đúng thích rồi. Luôn. Tức là từ khoảng tầm một năm rưỡi về trước. Thực ra là ở Việt Nam thì cũng không có thịnh hành nhiều, tại vì chỉ có một cái cộng đồng nhỏ đam mê cái này thôi. Tino cũng tao cũng không có biết về cái này. Đến cái lúc mà mày mời tao đến cái này thì tao mới biết có sự xuất hiện của món đồ chơi này. Nhưng nhìn khá là thú vị đó. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhìn đẹp mà. Rất đẹp. Ok. Bây giờ sứ mệnh của Tino tới ngày hôm nay là không sứ mệnh nghe quan trọng. Không phải là chỉ là ngồi chơi mà là tới đây để bóc cái này. Tại vì ở trong này thì thực sự là tao cũng không biết là nó có những cái nào. Đó thì bây giờ mình phải bóc ra được 14. 14 con. Đúng rồi, 14 con mà trong này thì mình sẽ không biết là không, tao nghĩ cho mẹ sẽ có nhiều hơn 14. Tất nhiên là nhiều hơn 14 nhưng mà mày sẽ có thể là sẽ không lấy được đủ cái này đâu. Vì ai lucky lắm thì mới được đủ cái này. Chắc có tao, tao sẽ lucky. Thì đó, đó là lý do vì sao nên tao mời mày tới đây. Ai, mày có biết là chơi game show là tao thua hết 100% rồi. Khi tao mời mày lucky. Thì nói chung là tại vì là trong này có những con ngẫu nhiên nữa. Không phải là chỉ có 14 con này mà có những okay. Con ngẫu nhiên. Háo hức quá nè. Những con ngẫu nhiên đó mới là những con đặc biệt, mày hiểu chưa? Ủa vậy hả? Đúng rồi. À vậy là cái sự may mắn của mày nghĩ là đúng đủ cái này hay là có những con special nữa? Giống là kiểu bình thường một hộp này ai mà may mắn lắm thì sẽ không bốc. Có con trùng nhau hay sao? Không, bốc được khoảng tầm 4 con secret. À bốn con mà ngẫu nhiên, là cái con đó thì có thể là nó sẽ không có trong cái bộ sưu tập này. Hiểu rồi, kiểu như là bản giới hạn đúng không? Đúng rồi. Yeah. Kiểu limited edition. Yeah, limited edition luôn. Ai biết đúng rồi. Limited. Rồi, okay. Bây giờ thì sẽ unbox đây. Đây đây mày bóc bên, tao bóc bên đã. Ừ đó. Có hai cái phần để open này các bạn ơi. Zoom vô. Hai ba. Có cần phải quay tay không nhỉ? 1, 2, 3 đó. Ê cái này còn mở ra được nữa nha. Đây đây. Cái này là để bóc ra và mở lên để nhìn cho nó đẹp. Đấy. Đây, rất là đẹp, beautiful. Đó. Bây giờ ở đây. Nào, đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 là 24 con. Đúng rồi, 24 con. Tổng cộng 24 con. Không biết là có bóc được đủ 14 con này và thêm được bao nhiêu con secret nữa. Tại là vì biết có bao nhiêu con secret không? Không, rất thực nhiều sự là không? Nếu mà ai mà may mắn lắm là được 4 con trong một hộp này đó. À vậy hả? Và tao đã từng được một lần. Yeah. Trong chắc tao nghĩ tao không may mắn đến đó đâu. Thì bây giờ sẽ ngồi bóc. À đây, xin giới thiệu với mọi người đây. Đây chính là một phiên bản rất là dễ thương mà cái này thì Yến mua trên trang web của Medicom Tour luôn. Có limited không? Này có bản giới hạn hay là bình thường? Cái này là rất là khó mua. Tao thấy rất là dễ thương. Mua cái giá retail là rất là khó. Tao mua được giá rẻ nhất luôn. Wow. Tức là giá trên trang web luôn. Đẹp quá ha. Đừng có sợ bạn. Hả? Trời đất ơi. Sợ nhỏ rồi. Không. Mày này, đùa đấy. Nhưng mà công việc của mày ngày hôm nay đến đây là để bóc cơ mà. Mày làm gì đó? Ok, chưa được tận hưởng cái gì hết á. Nếu mà cái clip này được trên 100.000 view. Chắc không? Thì tao sẽ làm thêm một clip mới. Về. Cho mọi người xem rất là nhiều những cái khác tao còn với Beer Brick. Là bây giờ bắt đầu quay cái clip này làm xong rồi phải order mấy cái bản giới hạn của Beer Brick. Tao đã có sẵn ở nhà rồi nhưng mà ý là hôm nay tao làm clip này trước. Tao gọi mày sang đây chỉ để unbox cái này thôi. Ok. Tao vẫn đợi cái ngày mà mày giới thiệu thêm một cái vài con limited nữa. Ok. Bóc đi, cùng bóc luôn đi. Vừa bóc vừa nói chuyện đi. Nói chung là miễn cái này đi cho đỡ xấu mày. Miễn sao? Cho nó
Miễn sao là tao sẽ và mày sẽ bóc 14 con trên đây và hơn lắm là sẽ được 4 con secret phải không? Thực ra là 14 con trên đây thì cũng không cần lắm, hãy bóc được thật là nhiều secret đi. Ok, mà kia cũng nhiều lắm là 4 con mà. Thì đó, khó lắm đó. Ồ, giống sô-cô-la quá à. Và lần này hãy bóc được thật là nhiều. Ê, con, cái gì nè? Con có lá cờ Việt Nam. Đây, bóc cái này này. Từ bóc cờ chứ hả? Không, đấy không rồi. Trời đất ơi. Mày có biết tên con nào trong đây không? Thì không. Lâu lâu thì chắc là biết. Này là gì là tao không biết rồi đó. Ê nè, con thứ hai nè. Con thứ hai từ ngoài đếm vô nè. Ừ, nhưng mà là con gì thì là tao cũng không biết rồi đó nè. Tao tưởng tao bóc được con đặc biệt cho ai ngờ. Một chú mèo. Nó cũng đâu, là đâu, con. Đâu, đâu, nó là nào? Cũng là con thứ hai từ bên đây đếm vô. Ê, tao mày giống nhau quá ha. Sao mày liếc tao? Nè, con mày là từ thứ hai từ bên trái đếm vô, tao là con thứ hai từ bên phải đếm vô. Thật sự luôn hả? Thật sự luôn, rất là vui phải không các bạn? Rồi để đây hả, có tháo tháo bao luôn không? Để cho ngồi đi. Đừng có tháo bao để đỡ bụi. Thế là nó không ngồi được mày ơi. Thôi cho vào hộp đi. Cái con yêu ngồi tạo vào hộp đi. Con màu trắng này là con gì thì cũng không biết. Ừ, nói chung là mày không biết. Con này là con gì thì biết đây là con mèo. Mày chỉ biết con Milky ở đây thôi. Milky Pickle. Rồi, tiếp nha. Này là trong phim hoạt hình mà. Ê, bóc lá cờ nữa. Bóc cờ không? Cái không, cái này không phải là lá cờ. Cái này là tem, tức là thẻ. À, thôi này. Đừng có bóc. Bóc đi được mà. Để cho xem. À hình như nó có đây tên là, đó. Đây là thông tin của từng... À profile. Đúng rồi. Bạn của Tino. Cherry Bean. Đây là Cherry Bean. Cherry Bean. Đó. Bạn của Tino là Cherry Bean. Còn bạn của Yến. Là... Xin Sàng Phu. Đây là tiếng Nhật mà. Tiếng Nhật nè. Artist là người làm nghệ thuật. Bóc tiếp nha. Bóc tiếp đi. Hy vọng là không có con nào nằm phải trong cái đống này. Phải bóc được Aquaman ý. Aquaman hả? Phải bóc Aquaman ý. Mày mua hồi nào mà đòi Aquaman? Có mà. Đây này, có anh Aquaman mà. Đây này. Chỉ biết chơi chứ bộ. Ôi dạ. Phải mở nó secret nha, Tino. Ừ, đau hên mà. Hên nguyên cái chết đó thì biết đau hên luôn. Tôi thấy nó quen quen nè. Mới nãy đó mày. Không phải. Sao mấy con thứ hai bắt được chồng nhau rồi các bạn ơi. Ê, hay mày đi về. Như thế là không. Tao bắt đầu cảm thấy là. Kệ đi. Sinh đôi. Giống như hai tụi mình nè, hai người nghệ sĩ ngồi bóc tem. Không sao mà. It's okay các bạn. Secret không? Oh. À. Đâu tôi sẽ... Tôi đang xem rồi. Oh. À. Oh, secret nè. Đúng rồi, secret nè. Secret nè. Đáng là tôi nói bóc con này đó mấy bạn. Đấy, mày tay thối thật sự luôn đó. To đi. Đây là secret nè. Nhờ tớ ngồi kế bên bạn, các bạn Yến à. Đây, để xem. Tên gì vậy? Tem. Horror. Là tên gì? Horror. Này đâu là gì? Horror. À, đây là ở trong một bộ phim của Nhật. À, chả biết, không phải phim Hàn Quốc. Wow, chúc mừng Yến đã bóc được con secret đầu tiên trong bộ này. À, quên giới thiệu tên bộ. Bộ này là bộ gì của nè? Big Brick Series 37. Vâng, đấy, vâng. 37 nè, 37. Thực ra thì Tino không muốn sử dụng khả năng may mắn của mình thôi. Hả? Tino có may mắn? Ừ. Sao không? Đây, secret đây. Bóc tao coi. Mở ra một con hồ vàng nữa là mẹ anh đấm nè. It's sip. Thật đâu? Thật. Đâu? Cho mày coi cái này trước. Đảm bảo luôn không có con nào được. Con màu hồng có. Đây nè. Con màu hồng có. Tại vì đâu? Ta xem là chữ gì nè. Xem là chữ gì? Chữ E. Ở nhà chưa có chữ E phải không? Ở đây có chữ B mà. Tao có chữ E rồi hay sao? Thôi đi. Thôi được rồi. Cảm ơn tấm lòng của bạn. Đã. Vì đã bóc được chữ E. Thế phải không? Đây, con này nó là tên gì?
May là mình khui trước nó chứ không, nó khui trước mình là mình bị chửi rồi các bạn ơi. Đâu cho mọi người xem đi, mày bóc con gì. Đấy, thấy chưa? Nè các bạn. Này, đây là limited edition, mày có cái dấu A còng này nha, nha, nha. Hôm nào Yến sẽ khoe cho, Yến sẽ khoe cho mọi người về về đống đồ chơi ở nhà của Yến. Ngày xưa thì Yến đi chơi búp bê Barbie nhưng mà bây giờ thì đổi sang chơi ở này. Tôi lại bóc các con trong đây rồi. Nhưng mà không có nhiều tiền. Nhưng mà không có nhiều tiền. Nên là chỉ mua mấy con nhỏ nhỏ đấy thôi. Chứ đợi hôm nào tao có nhà mới tao cũng tính mua một con to 1.000 phần trăm để mà con để đắt lắm. Mấy con đầu trong này nhìn là có này. Có. 1, 2, 3, 4, 5 5 con đầu trong luôn. Ý tao mày có duyên với nhau nhỉ? Trời ơi. Thiệt luôn. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng Tino bóc trước bạn Hoàng Nghĩa chibi phải không các bạn? Bạn không thể chữa tôi được đây, bạn đừng có đổ thừa cái đó. Cái này tiếp tiền. Không biết ngày hôm nay đưa mày tới đây có phải là một sai lầm. Thôi đi. Các bạn mày có thể cười vui vẻ như vậy. Tại vì Tino không. Bây giờ mới chỉ có được có một con secret thôi đấy. Tơ còn nhiều mà. Các bạn à. Ở nhà Yến có rất là nhiều con. Nếu mà bạn nào theo dõi Instagram của Yến thì có thể thấy Yến có up một con Bear Grylls mà collab với cả Chanel này. Tôi có một con mà một bên màu đen, một bên nhiều màu. Bóp đi em. Ok. Tí nữa mình nhớ là phải đi dọn. Trời ơi, mày là con này nữa hả? Không, mày bóp đi. Lỡ như nguyên cái hộp này là có màu hồng hết và nó đủ chữ Beer Brick thì sao? Tao đâu có cần. Ai biết đâu. Trời, cái này như là nặng nặng. các bạn không thể tin được cái hoàn cảnh như thế này đó các bạn. Bây giờ nha, đứa nào trùng nó thua đó. 1, 2, 3 Yeah, các bạn thấy chịu nổi không? Đây. Thôi mày chưa e rồi kìa, tao chưa rờ được nè. Bạn Yến đã trùng với bạn Tino rồi. Tino e, bạn A còng. Mẹ là chữ gì? E luôn. À, Định chửi. Còn Tino chữ E R. Bao nhiêu chữ E quá nhỉ? Ra mình đủ chữ E A R. E A R rồi. Ý. Ừ đúng rồi. Còn thiếu hai chữ B, thiếu chữ R, chữ I, chữ C, chữ K nữa. Mày dư chữ E rồi đó. Tôi nghĩ chắc là số sau thì chắc một mình ta bóc thôi. Thôi đi. Chứ mà nếu mà có mày thì cái vận may của tao có vẻ nó đi xuống phải đến 70%. Mày không biết đâu, bốn con cuối cùng sẽ là bốn con secret. Hy vọng là tao mày không bóc trùng con nữa nhỉ. Tại vì hiếm lắm mới có trường hợp đó. Quá mệt mỏi về câu chuyện mà phải bóc trùng con nữa rồi. Thôi cuối cùng bóc đi ha. Tao cho mày có quyền chữa tao. Các bác ơi. 1, 2, 3 Nhìn rồi à? Màu gì á? Ơ à. Mày làm gì á? Các bạn ơi, nó sắp chữa tôi nữa rồi. Không mấy cái này tôi đi về được không bạn? Sai à? Mày đang có màu hồng nữa hả? Không phải có màu hồng. Mày đang có màu da cam nữa hả? Không phải luôn, cái con đầu tiên đó. Đầu tiên là con màu đục đục hả? Jelly bean hả? Ừ. Ê, nhưng mày bóc được không? Không. Tao là bóc secret đó. Thì các bạn đúng không? Tino vừa cũng bay hết cho Yến mà. Tino cũng không tham đâu. Tino chỉ bóc những con có sẵn rồi thôi. Tên đê tên tè. Hiện tại chúng ta đã có hai cặp song sinh từ phía Tino. Yeah. Xin lỗi bạn rất nhiều. Rồi tiếp nhé. Chuyện cũ bỏ qua. Chuyện mới sẽ tới thôi, bạn hãy vui vẻ đi rồi sẽ đón chờ những niềm vui mới. Ok. Mình cùng bóc nhé. Thôi tao không cùng bóc với mày nữa đâu. Mày tự bóc đi.
sao lại ra màu hồng nữa? Mày đừng bảo mày cũng màu hồng nha. Tao này là bạn thân đó. Nếu mà cái này là màu hồng nữa thì chắc là mày ăn hết màu hồng. Nếu bạn màu hồng nữa thì chúng ta có 6 con màu hồng, trong tổng thể 24 con, đó là 1/4 được các bạn ơi. Theo như Yến thấy thì lần sau không ơi, mình nhìn lộn. Đừng bảo mày bóp được secret nha. Không, bóp được con này nè. Ít ra là vẫn chưa có xuất hiện ở đây, nó sẽ không trưởng được. Ừ. Cũng xinh mà. Được. One Cut of the Dead Zombie Channel. Đó, cũng là cái phim đó đó. Ừ. Cũng là đây. Cái phim mà lúc nãy ta bóp được cái bạn secret đó. Đây, mình sẽ bóp cái này cho các bạn xem là mình. Ê, chữ cờ kìa. Đúng các bạn thích. Ủa? À, quên cái này cái cũ. Thế bây giờ chúng ta phải có chữ bờ. Là chữ bờ. Bờ và chữ ca. Tiếp thôi. 2, 4, 6 là chúng ta chỉ sắp còn sắp hết rồi các bác ơi. Sắp 8. Hết rồi. 10 con cuối cùng đây các bạn. Hy vọng, chỉ hy vọng thôi là mình sẽ không làm cái gì để bạn Yến chửi nữa. Mình mới chỉ bóp được 2 con secret thôi. Sao mà cái hộp này nó xui quá vậy trời ơi. Đúng rồi, cái hộp này xui quá, chứ không phải Dino đâu. Mày xui. Không có mà. Ủa? Có gì kỳ cục vậy? Ê, đừng nói bạn bóc giống tôi nha. Nói bạn bóc giống... Secret đúng không? Secret nữa kìa. Con khỉ nè mẹ. Ủa? Chúng ta có 2 con khỉ. Thật sự là các bạn ơi. Các bạn, chúng tôi không thể nào sắp đặt được. Tại vì đó là unbox chưa bao giờ được mở hết trơn á. Ê, sao mày không nghĩ đến tình cảm của hai chúng mình? Chúng ta ngày càng thường giao các cảm á. Chúng ta có 2 con khỉ. Thần giao các cảm ở đâu? Tao không thích thần giao các cảm gì đâu. Các bạn ơi, chúng tôi có 2 con khỉ là. Thật sự là chúng tôi rất là vui và hạnh phúc. Tại vì chúng tôi bóc cái gì cũng có đôi có cảm hết trơn á các bạn. Mặc dù ý không vui lắm nhưng mà đúng không? Tao không vui tí nào luôn ý. Không mà. Đây, con khỉ này là Curious. Curious Charge Animal. Hay không? Chúng mình thật là thôi bạn bóc từng con đi, chứ tôi nghĩ tôi bóc chung với bạn nữa tôi sẽ có những con trùng với bạn, bạn chữa tôi nữa. Bóc trước đi. Ừ, Ubalasibu. Sao mới có 2 con secret vậy? Xin mày đừng có bóc giống tao. Có thì lúc nào mình giống nhau được, nhưng mà xin mày. Ý hồn. Cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Yeah. Các bạn tôi thề nha, nếu mà tôi bóc con Việt Nam nữa tôi sẽ đi về liền luôn. Mày bóc được thì là may mắn lắm đấy. May quá. Ý. Mày đi về đi. Ý. Tao bóc được con secret rồi mày. Không. Thật. Mày hãy khen tao một câu đi. Thật thề luôn. Tên 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 tên. Ủa sao quen vậy? Tại phải nhìn mặt đằng sau. Các bạn tập Tino nhìn mặt đằng sau. Chứ Tino không có biết là mặt đằng trước đã có rồi. Thôi đừng có buồn. May quá không biết. Bình thường mình bóc đầu rồi. Bây giờ mình đổi lại bóc đít được không? Ừ. Lỡ như là có con secret này nó lọt ra thì sao? Hay mình bóc cái này trước đi, mình đỡ bất ngờ. Đổi luôn, ok. Đổi là phải đổi cho chó. Ý. Quen quen nhỉ? Hay là giống Kim Mao? Ý, ma búp bê. Có phải Ý lạ lùng quá nhỉ? Nó là cái gì? Này là artist luôn. Artist luôn. Tôi cũng artist luôn. Mày ơi, sao cái này nó lạ dữ vậy? Ê, các bạn ơi, Tino nãy giờ và Yến nãy giờ chưa thấy 2 cái này bao giờ. Nhà mày lạ không? Cũng 2 con ma luôn. 2 bộ phim ma hay sao các bạn? Màu vàng ở đầu vàng. Ủa? Ý, secret. Yeah. Yeah, secret.
Tôi hy vọng tôi cũng may mắn như bạn. Tại vì tôi biết cái hình tôi khác bạn. Ở đây có con trắng đen mà. Nhưng mà đâu có con đầu vàng đâu. Ờ. Ý hay con này. Nó chỉ là khác cái màu áo thôi. Nhưng mà Secret rồi đâu có. Ờ không, đây ta thì là Secret. Ý này có phải Secret đâu. Tôi là có hình nè. Nhưng mà thật ra tôi và Yến đã bóc hai con giống nhau mà chỉ là khác bộ đồ thôi các bạn. Lại giống nhau nữa. Để có chuyện. Giống nhau quá. Cái này không có giống xíu nào nha các bác. Giống mà. Cái này không có giống nha. Mắt mèo có tóc chỉ khác màu thôi. Các bạn hãy nhìn đi. Ý chăng. Vậy là bạn là Secret rồi đó. Ba con rồi. Ba con Secret. Toàn là từ tay Yến thôi. Tino. Tino nhiều hết sự may mắn chị Yến. Cảm ơn mày nhiều lắm. Yeah. Mày bóc. Bóc cái gì kì vậy? Trời ơi bạo lực quá nè. Lỡ như là có điềm thì sao? Đã chỉ bóc nhẹ nhàng nó không có con Secret nào. Thôi để xem nha. Ê có muốn bóc cái kia trước không? Bóc luôn con này đi. Ý lạ quá nè. Lạ cái gì mà lạ, có đây nè. Thì nãy giờ chưa bóc chứ bộ. Ít ra tôi bóc được con mà nãy giờ chưa bóc. Còn bạn à tiếp nữa nè. Ý ủa sao quen vậy. Nè ông này nè. Hy vọng là không phải. Đây. Đúng là chú đó đó. Con nãy giờ chưa bắt. Chúng ta chỉ còn hai con cuối cùng thôi đó bạn ơi. Đúng, đúng rồi đó. Chỉ còn hai con cuối cùng nhưng mà mình thực sự không tin tưởng bạn Tino chút nào. Thôi đi bạn ơi. Từ nãy giờ tôi cũng bắt, cũng có tâm với bạn chứ bộ. Tôi cũng còn mong là bắt được con Secret. Hình như là nãy giờ là ba con Secret rồi và còn một con đúng không? Đúng rồi. Nào bây giờ có muốn đổi hộp không? Thôi, tôi đang xui lắm. Tôi đổi thì nó cũng xui thôi. Đổi đi nè. Đã đến hồi kết rồi các bạn. Ai? Ai là người... Nãy nói gì không nè. Thấy chưa? Đến lúc cuối mà còn có điềm nữa đi. Tôi nghĩ là có màu hồng vậy đó. Thôi bóc cái này đi. Nè, ta lại bóc đầu mất tiêu rồi. Tao cũng vậy nè. Ý con khỉ hả? Ý Aquaman. Aquaman. Yeah. Tay của Yến hôm nay. Tôi tưởng mất được con Secret. Ai ngờ nó cũng có trong đây. Này là chơi điện tử á. Ừ. Nhưng sao người nó bị méo bẻ không lại được. Nào mẹ. Space Invader. Xong. Chúng ta hãy trưng bày hả? Vậy là bây giờ Tino và Hoàng Yến đã bốc xong hết rồi. Một hộp nữa. Wow, bốc hết rồi. Đây là hai hộp mà Yến đã bốc từ trước. Lý do vì sao mua cái này về nhiều là chỉ vì thích bóc và rất là thích trưng bày. Thì trong cái này bây giờ để đi tìm những con màu hồng và để xem là còn thiếu chữ nào không. Chữ nào không. Tại vì cũng không nhớ là ngày hôm qua lúc mà bỏ ra thì có thiếu chữ nào không. Chúng ta đã có 4 con màu hồng rồi. Như 6 con được rồi phải không? Đây, từ từ. 4 con à? Không, ý là ở bên này cũng, cũng sẽ có. A còng nữa. Bờ nè, bờ nè. Là được chiếc bia rồi đó. Chi này. C còn chữ K nữa đúng không? C, K, B. C, K, B. Xem này coi. Hy vọng là có. Hy vọng có chữ C. Chữ R. Ê, chữ C có rồi. Chữ C của tao mà. Ừ. R, A nè, E nè. Để từ bờ đi, để từ bờ nè. Đi. Bờ nè. Bờ, E đâu. Hôm nay ta có bóc một chữ E đó.
E nè, B E A cộng R beer. Thiếu chữ B. Thiếu chữ B rồi. Thiếu một chữ K rồi, chưa có đủ. 100.000 like sẽ có chữ K. 100.000 view chứ. Yến sẽ có một chữ K vào cái video tiếp theo. Mong là như vậy. Nhưng mà mong là mọi người sẽ like và subscribe kênh YouTube của Yến. Tại vì những lần sau là Yến sẽ có rất là nhiều video tiếp cho mọi người xem về video clip. Nhưng mà đơn giản. Ta-da! Đây còn hai hộp này nữa. Chưa có bóc. Và còn rất nhiều hộp ở nhà. Đúng rồi. Đã bóc rồi. Hy vọng là chưa quay. Nếu mà mọi người có thích cái này thì mọi người hãy nhắn tin cho Yến cũng như là comment mọi nè. Người comment và mọi người nhắn tin trên YouTube. Thôi được rồi. Vậy thì bây giờ tới lúc chúng ta sẽ sắp xếp không? Ừ, sắp xếp một chút để quay cho mọi người xem thành quả ngày hôm nay. Ngắm tất cả những con beer brief của Hoàng Yến. Và lần sau thì chúng ta sẽ hẹn nhau một ngày gần nhất clip tiếp theo nha.